quay trở lại với Sống Channel. Hiện nay thì việc sử dụng gimbal để chống rung điện thoại rất là phổ biến. Mọi người dùng gimbal để chống rung này, rồi để quay những thước phim mượt mà này, nghệ hoặc là cinematic inception. Thì đồng thời thì giá thành của những chiếc gimbal điện thoại này bây giờ nó cũng rất là rẻ rồi, chỉ khoảng hơn 1 triệu là anh em có thể sử dụng, có thể sở hữu ngay một chiếc gimbal điện thoại. Chính vì vậy thì ngày hôm nay mình sẽ làm video này để giới thiệu cho mọi người top 3 cái gimbal chống rung 30 điện thoại ngon bổ rẻ nhất thị trường. Ok, và cái em gimbal đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với mọi người ngày hôm nay đó chính là em gimbal Aochuan Smart XE, một dòng gimbal thuộc hãng Aochuan, một cái hãng mà chuyên sản xuất các dòng gimbal giá rẻ dành cho điện thoại đấy. Thì em gimbal Smart XE này có giá là hơn 1 triệu thôi, chính xác là 1.199.000, 1.2 triệu đấy. Một dòng gimbal chống rung 30 và tải trọng của em nó lên đến 250g, có thể tải hầu hết các dòng điện thoại smartphone trên thị trường 13 Pro Max, 14 Pro Max, tải được hết, khá là ok đúng không ạ. Và em nó thì có lợi thời lượng pin lên đến 10 giờ, cũng như là có màu đen này, cả nhìn khá là đẹp và ngầu đúng không. Về hình dáng và thiết kế thì em gimbal Smart XE này có thiết kế cũng khá là cơ bản và phổ thông thôi. Ở trên gimbal thì chúng ta sẽ có một nút joystick này để điều khiển gimbal quay trái, quay phải, quay lên, quay xuống này. Thì đồng thời nó cũng là một nút chọn menu ấy, các chức năng ấy, như follow này, POV này, hoặc là DM là quay insertion 360 độ đấy. Đồng thời bên dưới chúng ta cũng sẽ có những nút nguồn này và nút quay phim này, nút quay ngang, quay dọc điện thoại này. Đó. Ở bên hông chúng ta cũng sẽ có một nút focus lấy nét là cái bánh xe này và nút zoom in zoom out. Thì hai cái nút chức năng focus và zoom in zoom out này chúng ta chỉ sử dụng được ở trên cái app Aochuan của nó. Ở trong cái app Aochuan này nó rất là tiện dụng và đa năng. Tiện dụng bởi vì nó có tiếng Việt rất dễ sử dụng. Đa năng bởi vì ở trên cái app này chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ follow theo trục pan này, rồi tốc độ follow theo trục tiêu, cũng như là tốc độ của nó joystick. Ngoài ra thì chúng ta có các chức năng như là điều khiển bằng cử chỉ này, có hướng dẫn rất là dễ dàng bằng tiếng Việt luôn, cũng như là tracking theo khuôn mặt, theo vật thể hoặc là theo khung người. Và mình đã test ở trên app Aochuan cả trên chiếc Smart X Pro cũng như là Smart XE này, thì cái chức năng tracking khuôn mặt của nó rất là dính, thậm chí là dính hơn cả một số cái app của những hãng mà cao cấp đắt tiền hơn chiếc Smart XE này, rất là tuyệt vời. Nhiều khi là mình chạy, mà nó vẫn tracking theo đó. Ngoài ra thì trên app chúng ta còn có các chế độ quay như là quay time lapse này, hoặc là quay motion lapse, quay dolly zoom, panorama, các thứ ấy, rất nhiều chế độ cho anh em lựa chọn. Và dòng gimbal tiếp theo đó chính là dòng gimbal quốc dân Aochuan Smart X Pro. Thì dòng gimbal này thì có quá nhiều anh em biết đến rồi, quá là nổi tiếng rồi đúng không. Nó là phiên bản đầy đủ và nhiều chức năng hơn, cải tiến hơn so với chiếc Smart XE. Thì nó hơn Smart XE ở điểm nào? Đó, thứ nhất đó chính là nó có cái đèn led này. Đấy, đèn led chiếu sáng 3 cấp độ, giúp anh em có thể là quay chiếu sáng khi mà quay vào ban đêm, buổi tối, hoặc trong những môi trường chiếu sáng á. Đấy, quay sản phẩm, review sản phẩm, hoặc là quay người, selfie các thứ. Đèn led này ok hơn. Điểm thứ hai á, là trên chiếc Smart X Pro này nó đã có thể sử dụng được pin rời nhá. Đấy, pin rời này, pin 3200mAh cho khả năng sử dụng lên từ 7 đến 10 tiếng. Thì việc sử dụng pin rời này theo mình thì nó khá là linh hoạt và tiện dụng. Thứ nhất là trong trường hợp mà nhiều khi chúng ta đi quay dài ngày hoặc là quay đâu xa xa mà chẳng may quên không sạc gimbal hoặc là gimbal hết pin mà anh em sơ cua thêm một viên pin nữa thì dễ dàng thay cho nó là dùng thôi, không phải đợi chờ, mất thời gian đợi chờ sạc, rất là tiện dụng đúng không. Hơn đến nữa là khi mà anh em sử dụng thời gian rồi mà chẳng may pin nó bị yếu hoặc chai rồi thì chúng ta cũng dễ dàng mua viên pin khác thay thế. Đấy, lại mới có ngay đúng không, rất là tiện dụng. Điểm mà hơn của nó so với dòng Smart XE nữa đó chính là nó có thêm cái màn hình led này. Đấy, ở dòng Smart XE thì không có nhá. Màn hình led này nó hiển thị cái dung lượng pin này, giúp chúng ta biết là thời lượng pin nó còn bao nhiêu, cũng như là hiển thị các chế độ, các mode chế độ pan, tiêu follow, tiêu lock, tiêu vi thứ đấy. Thì ở trên chiếc Smart X Pro này nó cũng có thêm 2 chế độ so với Smart XE, đó chính là chế độ PF pan follow và chế độ lock. Đấy, 2 chế độ này trên chiếc Smart XE là không có đâu nha. Đó, thì đấy là những cái điểm. Ngoài ra nữa thì chiếc Smart X Pro này nó còn có khả năng là sạc được không dây cho điện thoại. Đấy, khi điện thoại chúng ta sắp hết pin ạ, chúng ta phải sạc từ gimbal sang điện thoại cho những dòng điện thoại có khả năng sạc không dây, đúng không? Đấy là những điểm mà nó hơn. Và cái giá của em Smart X Pro này nó cũng hơn chiếc Smart X em một chút, đó chính là nó đang là 1.350.000 thôi. Đấy, chỉ hơn một chút mà hơn 1 triệu thôi mà có quá trời, quá nhiều chức năng luôn, rất là ok, đúng không? Thì trước đây chiếc Smart X Pro này nó chỉ có màu xám thôi, nhưng mà hiện tại ấy, thì hãng đã update và làm thêm cái phiên bản màu đen cho anh em. Đấy, giúp anh em có thêm sự lựa chọn hơn. Nhiều anh em thích màu đen cho nó cool ngầu, nó đẹp hơn đấy, thì đã có màu đen nhé, coi phiên bản màu đen màu xám anh em tha hồ lựa chọn. Ngoài ra thì về thiết kế cũng như là về hình dáng thì chiếc Smart X Pro này nó y chang chiếc Smart X thôi, đã là tương đồng, khi gặp gọn vào cũng dễ dàng bỏ túi thôi, bỏ ba lô. Các cái phím chức năng các thứ, joystick rồi zoom in zoom out focus, hình dáng giống hệt. Và cái trải nghiệm khi mà sử dụng thì mình cũng đã sử dụng qua cả MX Smart Pro cũng như là Smart XE rồi. Thì khi mà sử dụng cho cảm giác cầm nắm cũng như là thực hiện các cú máy quay pan, tilt, rồi follow hoặc là lao angle có quay thấp khá là ok, quay khá là mượt mà và dễ dàng sử dụng thôi. Đó, anh em có thể tham khảo những dòng gimbal, hai dòng gimbal này nhá, ok. Và chiếc gimbal cuối cùng trong top 3 gimbal cho điện thoại ngon bổ rẻ hôm nay, đó là một chiếc gimbal thuộc hãng Hohem. Ở đây là mình đang có chiếc Hohem iSteady X2. Thì trước đây nó có một phiên bản đó là chiếc Hohem iSteady X, nó rẻ hơn chiếc X2 này. Tuy nhiên hiện tại thì hãng đã ngừng sản xuất chiếc Hohem X đó rồi. Và cái điểm đặc biệt trên chiếc Hohem X2 này đó là nó có cái remote để điều khiển từ xa này. Cái remote này có thể giúp anh em nào mà muốn quay phim bằng điện thoại trên gimbal này mà cần điều khiển từ xa, không đứng gần lại gimbal. Đấy, cái remote này chúng ta có thể là quay điện thoại, quay trái quay phải này, quay lên quay xuống, cũng như là zoom in zoom out, ấn quay chụp, đảo màn hình camera, rồi thì là quay ngang quay dọc điện thoại này, recenter, cũng như là quay insertion 360 độ, rất nhiều chức năng luôn, khá là xịn sò, đúng không? Remote này có thể điều khiển trong khoảng cách từ khoảng 10 đến 15 mét, khá là ok. Đó là về remote. Còn về thiết kế cũng như hình dáng của em Hohem X2 này thì cũng khá là nhỏ gọn hơn. Nó nhỏ gọn hơn chiếc Smart X Pro cũng như là Smart X kia một chút. Đấy, nhỏ gọn. Cái ưu điểm của việc nhỏ gọn này đó chính là nó cho cảm giác cầm lọt trong lòng bàn tay hơn, cũng như là khi thao tác nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà đấy, đổi lại thì việc nhỏ gọn sẽ làm cho chiếc Hohem X này có cảm giác như là nó mong manh hơn. Đấy, khá là mong manh một chút. Chiếc Hohem X2 này nó cũng có khả năng là kẹp được cho hầu hết các dòng điện thoại. Tải trọng theo nhà sản xuất công bố thì nó là 280g cơ, nhưng mà đấy là nhà sản xuất công bố thôi. Còn về thực tế thì mình thấy nó cũng cũng tương đương những dòng Smart X hoặc là Smart XE thôi, thậm chí là cân yếu hơn con Smart X Pro đấy. Lượng pin của em nó cũng lên đến 10 giờ, khá là ok, đúng không? Đấy. Và nó cũng có khả năng đó chính là sạc ngược từ gimbal sang cho điện thoại, nhưng sạc ngược ở đây không phải là sạc không dây như chiếc Smart X Pro mà nó là sạc qua cáp nhé. Chúng ta chỉ cần một sợi cáp, đó là từ Type-C sang Type-C là có thể sạc ngược từ gimbal sang cho điện thoại. Ok, như vậy trên đây là top 3 dòng gimbal cho điện thoại mà chống rung 30 ạ, ngon bổ rẻ. Đấy, giá chỉ hơn 1 triệu thôi mà chống rung 30, sử dụng cho hầu hết các dòng điện thoại 13 Pro Max, 14 Pro Max, nặng đến 250g là cân được hết, cũng như là có rất nhiều chức năng. App của nó thì cũng rất là xịn sò, tracking khuôn mặt, điều khiển cử chỉ, rất nhiều chức năng, đúng không? Đó. Và theo mình anh em khi mà sử dụng gimbal cũng nên dùng những dòng gimbal chống rung 30 như này, chứ những dòng gimbal mà chống rung 20 hoặc 10 thì thôi, chống rung rất yếu, thà dùng chống rung 30 này còn hơn, mà giá nó cũng rất dễ tiếp cận thôi. Đấy, thì anh em thấy những dòng gimbal này, top 3 gimbal đáng mua trong 2024 này như thế nào thì hãy để lại bình luận phía dưới comment nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.